Con chờ ông bà tư chú ba mua cho con cặp vé. Cặp vé? Con vé cái gì? Con vé ngôi nhà. Đâu ngôi nhà đâu cái nào? Ngôi nhà đâu? Ngôi nhà đâu chỉ mẹ thôi. Cái nào là ngôi nhà? Và cái cây đâu? Mặt trời đâu? Giỏi. Cái này nhấu trong nhà. Mẹ ơi, ba thức trong mua cho con hả? Ba thương con, ba mua cho con. Con thương ba. Con thương mẹ nữa. Rồi con thương ai nữa? Con thương bà nội nữa. Con thương bà nội con để đâu? Để tàu, để trong chiên nữa. Trời. Rồi nãy giờ con vẽ được tới đâu rồi? Thấy. Rồi vẽ tiếp đi, rồi xong rồi. Rồi vẽ tiếp đi. Đó là cửa đó. Cửa hả? Cái này cửa nữa. Đúng. Cái này cửa nữa. Đúng vậy. Lâu đài. Nơi đài trời. Lâu đài cho ai ở? Cho con chứa ở. Con có vô ở được không? Không được. Tại sao? Nhỏ rồi. Chính không đó. Cái này nhỏ là con vô không được phải không? Ý nhòi nó cái này nhỏ quá, nó vô ở không được cô chú. Cái này nhỏ người. Nhỏ hơn người chứ không được. Nhỏ hơn người nên là người vô không được đúng không? Đúng. Dạ. Dạ đúng. Con bà cô chú ơi, con đang đọc sách chưa dạ ăn. Cái gì nữa bộ thì mua về hết hả? Ông nội mua cho con cái gì? Đồ ăn. Đồ ăn. Đồ ăn gì? Cái đó bỏ vô tủ lạnh. Bỏ vô tủ lạnh nó lạnh lên ăn mới ngon. Muốn ăn trước một cái đúng không? Được. Rồi cái, mua cái gì nữa? Ông nội mua cho con cái gì nữa? Đó là cái gì? Sủi cảo. Bánh khoai tây ạ. Rồi cái gì nữa? Mua nhóc hết trơn nè. Rồi bữa nay ông nội chở đi mua bánh. Bữa nay Văn Xanh nó đi qua ngoại nữa rồi cô chú ơi. Không ở nhà. Sáng Văn Huệ với chồng Văn Huệ về rước Văn Xanh nó đi rồi. Ở nhà xoài cái mình nên nè. Ông bác giờ đi lên trên đại giả. Có con ở trên kia đâu đâu lên. Lên là nê đeo một xay ở trong đó có rau củ đồ ăn. Ở chỗ nhà Di ra chỗ này đón xe cũng có nữa cô chú. Nhưng mà 20 phút nửa tiếng mới có một chuyến. Còn ở ngoài kia thì cách 5 phút là có một chuyến rồi. Ở trong đây nếu như muốn đi thì đợi hơi lâu. Ở trong đây thì bắt đầu 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều là hết chuyến. Là đi thẳng vô tuốt trong kia luôn. Giờ Di đi theo bà bác.
Ba thì hằng ngày á, ban ngày thì ở nhà bên đây, còn tối á thì đi qua bên cái nhà máy cũ ở bên đây để ngủ, để trông gà vịt á. Ông bà nuôi gà vịt nhiều để bán, nên là tối nào ông bà cũng qua ngủ hết trơn. Giờ này là 4 giờ chiều mà trời vẫn còn nắng chang chang luôn. Mấy con dê nó kêu sùm. Từ đây mà đi lại cái nhà máy gần đó có khoảng 200 mét. Tới rồi, cũng biết lâu rồi Di không có đi qua đây. Đi ngang nhưng mà không có đi vô. Bà phơi bên đây nhóc hết trơn rồi cô chú ơi. Ồ. Bây giờ phơi bên đây. Khởi gì? Ông bà chồng bắp chắc bự bự không ha cô chú. Để lên trên cái ghế là giống như là cái kệ lên để phơi. Ở đây hai lớp luôn. Ở trên thì phơi, còn ở dưới thì treo thêm một hàng ở dưới nha. Ông bà nuôi gà vịt nhiều lắm. Khăn trên mà. Giờ nó đi ăn ở ngoài kia rồi, chiều nó mới vô. Ngó gà thả lan ở ngoài kia nhóc luôn. Hình tua chi. Để ta ra xe hình chi bà. Chi bà. Chi bà chưa? Chi. Hey, tối thì ông bà ở trong cái chòi này nè. Nhà chỉ có hai chị gái thôi, nhưng mà hai chị đi lấy chồng rồi. Hai ông bà ở nhà hữu hỷ với nhau. Thì ra gãy. Ra gãy thôi giờ. Còn mấy cái loại rau củ nào. Bà nội biết rồi thì bây giờ không có trồng nữa cô chú. Bà nói bây giờ nắng quá, nắng quá trồng nó cũng không có tốt, nó cũng không có ra cái gì á. Nên là đợi tháng sau mới bắt đầu trồng cải, rồi trồng thêm mấy cái loại rau củ khác. Ừ, ta phun hồi liễn khoai. Đứng đây có thể nhìn thấy đồi núi. Ở ngoài đây bà trồng nhiều khoai môn lắm cô chú. Bụi nào bụi nấy hớ biết to luôn. Cái lá nè, cái lá nhìn nè. Bà thấy ở ngoài là nó to dữ lắm luôn. Nó cao hơn gì nữa đó cô chú. Nhóc luôn. Ờ. Còn đây thì trồng bí. Nhưng mà không thấy trái đâu hết trơn á. Bên đây là vàng mớp. Trên đây có đậu đũa nè. Một cái ít. Chộp á. Chộp á.
Giờ chỉ còn mấy cái loại này thôi. Ớt, rau lan. Chứ nắng quá con không có còn gì nhiều. Đây có dưa gan. Trong qua. Ê nhà. Bây giờ mình hết. Trái này sao mà nó bị đứt cuốn rồi. Sao cho lại mà ngọt thì giờ đi. Mình cho nhỏ nhỏ nhóc nè. Đây rồi. Hình tua. Đây là hình tua. Thôi chứ đây. Được ba. Chiều hai ông bà ăn cơm. Có cái đậu đũa muối chua của Di nữa. Nhưng mà bà làm nó dài hơn. Ớt xào. Khoai lang xào. Ê chưa phun xin chai à? Phun nè. À này rau muống. Bầu. Bầu luộc. Bữa cơm chiều đơn giản. Có hai ông bà với nhau thôi. Uống nước rồi hả? Hay ông bà ăn xong rồi đi qua bên nhà máy cũ bên kia để ngủ. Mình đi về thôi, mình cũng đi về mình ăn cơm. Bye bye dì Di này này đi. Bye bye. Ôi trời ơi nha, bước qua trời nè. Bát này thì ăn giống như là bột bắp vậy cô chú. Nấu như nấu cháo vậy. Ăn với đồ xào. Chị thấy người già bên Trung Quốc này, mấy người nông dân làm thì nhiều, còn ăn uống thì ăn uống rất là đạm bạc luôn á. Nhưng mà người ta rất là khỏe. Nhiều người bảy mấy, tám chục, tám mấy, tuy ăn đơn giản vậy thôi nhưng rất là khỏe. Mỗi ngày đi làm, làm gãy, làm đồng. Không biết sau này mình già mình có được khỏe như vậy không? Còn mà bán thì chiều ăn bí nấu với cái bột á. Bột thứ phù hợp mà nội biết thôi làm rồi chứ. Bột xong nắng lại thành cục cục vậy cái nấu chung với bí. Rồi niêm xì dầu, hạt niêm cho vừa ăn. Đi chưa bà? Bà nói nó ngon. Ăn đơn giản vậy thôi á. Còn bà nội thì chiều ăn cháo, đậu xào, ớt xào, khoai tây xào. Nghĩa là xong một bữa cơm chiều. Rồi nó cũng lấy chén ở đây nó ngồi nó ăn. Cái xoài thì nó thích ăn thịt gì nè cô chú, thịt thịt mỡ mỡ. Ủa nó ăn nguyên miếng mỡ luôn. Ra tay, giấy nè. Ăn xong đi rồi về tắm rửa. Cái này ngon hay sao? Thịt bà nội làm ngon ha. Nó làm mỡ đó. Rồi ăn múc ra chén ha. Rồi cũng đi ra ngoài đó ăn, nó cũng không ăn trong nhà.